một cái dòng phấn tươi mà sẽ giúp cho da của mình có cái độ mắc cúp mỏng, nhẹ, mềm, mịn, và đặc biệt là kiềm dầu cho làn da cực kỳ tốt đó nha. Hôm nay giới thiệu ngay cho mọi người đó là dòng sản phẩm phấn tươi của Đức. Cái dòng này em bán rất là lâu rồi và được rất là nhiều chị em khen ngợi. Kem này thì có độ bông xốp, khi mà đánh lên da cảm giác nhẹ tên, mềm, mịn và mượt da cực kỳ. Vừa làm lót được nè, vừa làm kem nền nè, để vừa che khuyết điểm cực kỳ ok, giúp cho bạn có một cái lớp mắc cúp cực kỳ tiện lợi mà rất là nhẹ nhàng. Tự tin với cái lớp trang điểm, tự tin với khuôn mặt cuốn hút. Đây là một cái lớp kem trang điểm đa tác dụng. Đây là sản phẩm có thể sử dụng cho rất là nhiều làn da khác nhau. Và mọi người ơi, hiện tại em đang về cái màu 04 này là hầu như là phù hợp cho tất cả những làn da của chị em phụ nữ ở Việt Nam mình. Đây là một dạng phấn kem cô đặc giúp tạo một cái lớp nền mềm, mịn mỏng, trong suốt và siêu khô thoáng, có khả năng che phủ ưu việt hơn những cái dòng thông thường khác. Dòng sản phẩm phấn tươi này sẽ không hề chứa chì nè, chiết xuất hoàn toàn với những cái nguyên liệu tươi, không hề có chứa chất bảo quản và cực kỳ an toàn cho làn da. Cái độ giữ ẩm và kiềm dầu của em này thì cực kỳ tốt, đồng thời cung cấp những thảo mộc giúp da chống lại những tình trạng như là mụn, nám, đồ mồi, tàn nhang. Và đặc biệt về cái dòng sản phẩm phấn tươi lúc này có sự khác biệt so với những dòng sản phẩm phấn khác, đó là cái độ đàn hồi cực kỳ cao. Nếu mà chẳng may cái hộp phấn này nó rơi xuống đất á, là bạn chỉ cần gom cái phấn này lại và chỉ cần ấn nhẹ xuống như này, ấn nhẹ cái phấn xuống thì nó sẽ vào nếp rất là nhanh. Sử dụng của em này ra sao, sẽ không hề rườm rà như những cái dòng sản phẩm khác. Dòng sản phẩm này khi chúng ta sử dụng chỉ cần rửa mặt thật là sạch, mình sẽ lấy một lượng phấn này vừa đủ mình bôi lên da mặt và mình tán đều ra. Đảm bảo cam kết cho mọi người luôn, làn da của chúng ta sau khi mà tán xong cảm giác mịn đều và không hề là khi mình cười là cũng không có bị gãy phấn, hoặc là nó không hề là tạo cái lớp mắc cúp dày cho mọi người đâu, mềm mỏng và rất là đẹp nha. Nếu mà cái làn da của mình khi mà qua lên da mặt xoa đều rồi, tán đều rồi mà mình còn muốn chi khuyết điểm về mụn hoặc là thâm, thì mình chỉ cần lấy thêm một chút phấn này vô và mình cắm lên cái điểm đó và mình xoay để cho nó đều phấn là ok. Ôi, phấn này là mỗi chị em chúng ta nên có một hộp nha. Đi đâu mình xài cái chị trong vòng 3 phút thôi là da mình được đẹp và tươi tắn rồi nha.